bộ bể này là thành rất là đứng nhé. Các bác xem thành này đứng đấy. Chúng ta có thể chơi cây rồi thả nước chơi non bộ đều được. Các hoa văn họa tiết là rất là rõ ràng và sắc nét. Đấy, các bác có thấy được rõ ràng từng nét của mái ngói hay là từng nét của lá tùng. Xin chào tất cả các bác. Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh YouTube của cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên Yên. Ở cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên rất là cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên trong thời gian qua. Hôm nay cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên chúng tôi sẽ quay một video ngắn để giới thiệu chi tiết sản phẩm của bộ khuôn chậu chữ nhật. Đây là cái bể chữ nhật có kích thước là 115cm x 80cm và có chiều sâu là 40cm. Đây, như trên màn hình các bác đang xem đây. Đấy, các bác có thể thấy là hoa văn của bộ khuôn này là tùng cúc trúc mai. Các họa tiết hoa văn đã được cải tiến lên rất là đẹp. Mỗi mặt là như một bức tranh phong thủy. Bộ bể này là thành rất là đứng nhé. Các bác xem thành này đứng đấy. Chúng ta có thể chơi cây rồi thả nước chơi non bộ đều được. Các hoa văn họa tiết là rất là rõ ràng và sắc nét. Đấy, các bác có thấy được rõ ràng từng nét của mái ngói hay là từng nét của lá tùng. Nếu bác nào có nhu cầu muốn đặt bộ khuôn này về cơ sở sản xuất của mình thì hãy liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình. Cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên chúng tôi là luôn luôn phục vụ nhiệt tình và bao cước vận chuyển trên toàn quốc. Một lần nữa là xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Nếu bác nào đang theo dõi video này mà chưa đăng ký theo dõi kênh video của cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên Yên thì ngay bây giờ hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở ngay dưới video này, sau đó bấm vào nút hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất mà cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên Yên giới thiệu tới tất cả các bác. Xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Hãy nhớ là đăng ký ngay bây giờ, đăng ký kênh YouTube của cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên để theo dõi những hoạt động cũng như những video, những mẫu khuôn của cơ sở Khuôn Chậu Cảnh Tiên chúng tôi sẽ đưa ra trong thời gian tới.